Xuyên qua đấu hòa mở đầu, chỉ có thiên sử võ hồn bị Đường Hạo nhận binh là người đã kết hôn biến thành. Đường Hạo đồn mở ra truy sát. Các con, hồn sư của võ hồn điện đến rồi. Tôi sẽ đưa các bạn đến buổi lễ thức tỉnh. Tên tôi là Tố Vân Đào, bắt đầu từ Nothing City. Chất thải có xanh đỏ. Chú kế tiếp. Mày vẫn chưa tiến hành kiểm tra hồn lực đối với tôi. Không cần thử. Màu đỏ thải như cỏ xanh bạc, tôi chưa từng thấy xuất hiện có sức sống. Để con thử xem, chú. Hóa ra là tiền thưởng phiên bản bẩm sinh. Thật đáng tiếc, năm màu đỏ của bạn là cỏ bạc xanh. Cỏ bạc xanh là chất thải màu đỏ, không thể tu luyện cái tiếp theo. Làm sao có thể? Đây là sức mạnh của máu. Chẳng lẽ có người thức tỉnh thiên sử võ hồn thuần khiết hơn ta? Nhưng ngoài con trai và cháu gái của ta ra thì không thể có thiên sứ nào khác nữa. Xem ra chỉ có thể đi xem thôi. Đại hồn sư sao vậy? Võ hồn của hắn dĩ nhiên là bắt đầu võ hồn. Thiên thần có phải là thiên thần của bức tượng Nothing City không? Không tệ, nhưng ngài trưởng làng, ngài đừng lo lắng quá nhiều. Võ hồn điện chúng ta đều là hiểu chuyện. Nếu đứa trẻ này thực sự có liên quan đến cửa hàng chính, trụ sở chính không chỉ không trách các bạn, có lẽ sẽ thưởng cho các bạn tư thế rất lớn. Tôi sẽ đưa đứa trẻ này về chi nhánh võ hồn ở thành phố Nothing. Tất cả đều do đại hồn sư sắp xếp. Con trai, con có muốn quay lại chi nhánh võ hồn ở thành phố Nothing trước không? Tôi đồng ý. Chúng ta lập tức đi. Các người không cần đi, cũng không đi được. Chi nhánh võ hồn thành phố Nothing, đại hồn sư Túc Vân Đào gặp qua tiền bối. Không biết tại sao tiền bối lại ngăn cản chúng ta. Bởi vì hắn đáng chết. Hắn là thức tỉnh thiên sứ võ hồn. Thiên sứ võ hồn tiền bối hẳn là biết có nghĩa là gì, không cần ta nói thêm đi. Chính là bởi vì hắn thức tỉnh thiên sứ võ hồn. Đó là lý do tôi muốn giết hắn. Mày đã giết hắn, vũ hồn điện sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ha 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 ha. Người của ngàn nhà võ hồn điện đều đáng chết. Năm màu đỏ phụ thể chiến sói. Rắc rối rồi, đây là một cái danh hiệu đấu la. Chính mình một cái vừa mới thức tỉnh võ hồn món gà nhỏ. Làm thế nào để đánh? Chẳng lẽ tự mình bắt đầu thì phải nhận cơm hộp? Chạy trước đi. Gã mù sợ. Ngươi không phải đối thủ của hắn. Đấu la mù đang gọi tôi sao? À, anh là chó. Chạy được không? Chú, cảm ơn chú. Ta là người của võ hồn điện. Ngươi là thiên thần. Nếu tôi không bảo vệ được, anh cũng sẽ chết. Người đàn ông đó là ai? Tại sao lại giết anh? Hắn tên là Đường Hạo, là Hạo Thiên Đấu La nổi tiếng trên đại lục. Đã kể câu chuyện về Hạo Thiên Đấu La chưa? Hắn thấy ta là thiên sử võ hồn. Nghĩ ta là người của võ hồn điện. Cho nên hắn muốn giết tôi. Hung cái gì? Tôi nghĩ gọi là nhút nhát đấu la thích hợp hơn. Chính mình không dám đi võ hồn thì báo thù thôi. Còn phải đuổi theo một đứa trẻ nữa, mù mắt. Đến lúc đó nếu không trốn được, mày tự chạy đi. Người Đường Hạo muốn giết là tôi. Yên tâm đi, tôi sẽ không chết. Siêu vẫn đang chờ tôi. Các người không thoát được đâu. Cậu đi đi. Mục tiêu của hắn không phải là cô. Dù sao thì anh cũng sẽ giết tôi. Tất cả đều là do võ hồn điện các ngươi gây ra. Cho nên người của võ hồn điện đều đáng chết.
Soi chiến. Phụ kiện. Nhóc, tôi ngăn hắn lại. Chạy đi, đừng để nỗ lực của tôi vô ích. Đại Thiên Đấu La, ngươi đừng coi thường võ hồn điện chúng ta. Đừng đánh giá thấp đức tin của chúng ta. Đức tin của bạn chỉ có thể mang đến cho bạn thảm họa. Con trai, con không thoát được đâu. Đường Hạo, nếu ta không chết, ta nhất định sẽ bắt ngươi phải trả giá ngàn vạn lần. Con muốn chạy trốn thần thánh. Đánh tôi một kẻ búa, lại rơi từ một nơi cao như vậy. Cho dù ngươi có thiên sử võ hồn, ngươi cũng không sống được. Vượt qua đấu la mở đầu tuyệt hình. Thiên sử võ hồn bị Đường Hạo cho là người của võ hồn điện. Thế là Đường Hạo bắt kịp trước. Cuối cùng bị Đường Hạo ép nhảy xuống vách đá. Sống chết không biết. Cuối cùng cậu cũng tỉnh rồi. Ông đã cứu tôi. Không, tôi chỉ đi ngang qua thôi. Thấy anh ngã ở đây, em lo cho anh. Vì vậy, tôi đã chờ đợi bạn thức dậy. Cả muối nhìn thân thể mình. Hắn phát hiện trên người mình vết thương dĩ nhiên toàn bộ biến mất. Hơn nữa còn phát hiện mình còn có một cái võ hồn. Năm màu vàng của cây nho có phải là cây nho xanh không? Có phải là hạt giống năm màu vàng không? Làm sao có thể như vậy? Chỉ có thể biến thành tất cả những thứ bằng gỗ. Không thể thay đổi các yếu tố của chính nó. Đúng rồi, còn chưa hỏi bạn tên gì đâu. Tôi tên đó. Thiên Vũ nghe được lời này, trong lòng nghĩ đến một khả năng. Cô gái trước mắt này chính là chú chó dung mạo anh trong truyền thuyết. Nani, em đi à? Tôi không biết mình sẽ đi đâu. Tôi không có nhà. Tên tôi là Thiên Vũ, ngươi muốn theo ta không? Nếu chúng ta ở bên nhau, chúng ta cũng có sự chăm sóc lẫn nhau. Tôi muốn đi theo anh trai. Đến tôi có thể gọi anh là anh Chi Dâu không? Hơi thở huyết thống mà tôi cảm nhận được dường như là ngôi làng này. Bây giờ ngôi làng này đã bị đốt cháy thành đống đổ nát. Làm sao có thể như vậy? Dù sao đi nữa, vậy chủ nhân của sức mạnh huyết mạch đừng chết nhé. Trận chiến kinh hoàng. Chúng ta đi đường vòng thôi. Ngươi sẽ không muốn hấp thụ chiếc nhẫn linh hồn vạn năm này đâu. Vòng linh hồn đầu tiên là vạn năm. Sẽ không làm tôi nổ tung sao? Cô thật sự muốn giết tôi. Cứ tiếp tục như vậy tôi sẽ chết. Đây là cái gì nghịch thiên võ hồn? Có thể chữa trị vết thương của mình. Xương hồn của cha ngoại. Đường Hạo, anh chờ cho tôi. Ta nhất định sẽ tự tay giết người. Dòng máu thiên thần cuối cùng đã tìm thấy bạn. Chàng trai, bạn làm cho tôi dễ tìm. Sao anh lại tìm tôi?
Ngươi có được thiên sứ võ hồn chính là ta thiên gia huyết mạch. Tôi tự nhiên đến tìm anh, nhưng anh đến từ đâu? Ta ngàn nhà một mạch truyền đơn. Theo lý thuyết, chỉ có một cô con gái. Chẳng lẽ bạn là người chơi cờ vua? Có con không? Trí nhớ của tôi trước 6 tuổi đều không còn nữa. Tôi không biết bố mẹ tôi là ai. Vâng. Dù sao đi nữa, ngươi cùng ta trở về võ hồn điện đi. Cho dù ngươi là con hoang của huyền cơ, cũng là máu thịt của ngàn nhà ta. Ta muốn hắn cùng ta đến võ hồn điện. Làm sao có thế? Tôi không thể nhìn thấu cô gái này. Hắn là ai? Tên tôi là Nan Nan. Thương gia võ hồn, thiên gia ta lại có thể thêm một thiên tài nữa. Ha 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 ha. Đây là vòng linh hồn vạn năm. Không nghĩ tới đệ nhất hồn hoàn chính là vạn năm. Quả nhiên là thiên tài. Làm sao có thế? Huyết mạch của hắn dĩ nhiên so với huyết mạch của ta càng thêm thuần khiết. Ha ha ha. Không tệ. Từ hôm nay trở đi, ngươi là cháu nội của thiên đạo lưu của ta, tôn thiên vũ của ta có tư thế thành thần. Tôi muốn về làng thánh hồn. Cậu định làm gì ở đó? Làng thánh hồn đã là một đống đổ nát từ lâu rồi. Tôi đã từng kiếm đủ tiền để tìm anh. Chỉ tiếc là thánh hồn thôn đã bị một ngọn lửa đốt sạch. Tất cả những chuyện này rốt cuộc là sao? Là đường hạo. Sau đó thiên hòa tranh kiến chuyện xảy ra nói cho thiên đạo lưu biết. Đường hạo chết tiệt. Đã giết con trai tôi, giờ lại muốn giết cháu tôi. Thật coi tà vũ hồn điện là dễ bắt nạt sao? Không ngờ anh ta không chỉ muốn đuổi theo tôi. Ngay cả bản thân hắn ở nhiều năm như vậy, thánh hồn thôn hắn cũng không buông tha. Xem ra cái kia thánh hồn thôn là cái kia đường hiệu vì tranh né ta làm vũ hồn điện truy sát cho nên giết người diệt khẩu. Tôi vẫn muốn quay lại xem. Nhưng tôi sẽ đưa cô đi. Đường hạo, ta nhất định sẽ xé xác ngươi thành từng mảnh. Yên tâm đi, thù này tôi sẽ báo giúp bạn. Thù này tôi sẽ tự báo. Ta muốn tự tay giết đường hạo. Để tưởng nhớ tất cả mọi người trong làng thánh hồn. Ngươi thật sự muốn tự mình báo thù. Vậy đường hạo là danh hiệu đấu la. Thì sao? Ha 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 ha. Không hổ thẹn là cháu trai của ngàn hướng dẫn viên du lịch của tôi. Tôi hứa. Ta sẽ dùng tất cả tài nguyên của võ hồn điện để ngươi thành công. Là danh hiệu mạnh nhất trên lục địa. Bắt đầu từ ngày mai, tôi sẽ đích thân dạy anh, dâu. Cũng sẽ đưa ngươi vào hệ thống học viện võ hồn điện học tập. Ta biết ngươi muốn mạnh mẽ. Muốn trả thù, nhưng vội vàng thì không. Mọi thứ phải đến từ từ. Đúng rồi, bạn nhỏ này của bạn là loại vũ hồn gì? Đến lúc đó tôi sẽ sắp xếp cho các bạn đi học cùng nhau. Nơi đó vẫn chưa thức tỉnh. Đây là hai thẻ học tập. Ngày mai các người đi thức tỉnh trước. Sau đó tự đi báo cáo. Sau giờ học cậu lại đến tìm tôi. Tiểu Ngọc còn có một điểm nữa. Ngươi phải nhớ kỹ chuyện ngươi bị ta đón về. Ta cũng không nói cho bất cứ ai biết. Võ hồn điện cũng không có ai biết. Vì vậy, tôi không thể đưa bạn đến trường. Ở học viện võ hồn điện ta cũng không thể giúp gì cho ngươi. Mọi thứ phải dựa vào chính bạn. Hiểu chưa? Tôi hiểu rồi. Vừa rồi, mũ nhạc kia thức tỉnh bạch ngân long giang võ hồn ngàn vũ tây thu. Nhẫn vạn năm, ngăn dòng mưa thần bí hồn thú chiến đấu ác liệt. Nơi này là gì? Tại sao tôi lại ở đây?
Thiên Vũ ca ca, ngươi làm sao vậy? Tôi đã có một giấc mơ. Giấc mơ là một nơi rất đáng sợ. Nơi đó toàn là bóng tối. Không có ánh sáng. Nói sao đây? Như địa ngục. Địa ngục là một nơi rất đáng sợ. Chị ơi, chúng tôi đến đây để thức tỉnh võ hồn. Các người ai muốn thức tỉnh võ hồn? Chị ơi, là em đây. Chào cô gái. Bạn đặt tay lên hai của cầu pha lê đó. Trời ơi, đây là cái gì vậy? Có thể giải phóng sức mạnh mạnh mẽ như vậy. Chính vì đó là thánh khí của Ngân Long Vương. Võ hồn nơi Bạch Ngân Long Thương hẳn là bản thể của hắn mới đúng. Xem ra ở đây hạ giới, cho dù là thánh khí cũng có thể trở thành võ hồn. Trời ơi, cô gái này thức tỉnh lại là vứt bỏ võ hồn. Hơn nữa còn là bẩm sinh đầy hồn lực. Tiểu thư, người đã vào võ hồn điện chưa? Nếu không, tôi có thể giúp bạn giới thiệu chị gái. Chị ơi, chúng tôi đã được phép rồi. Có thể vào võ hồn điện học tập. Được rồi, các bạn vào báo cáo làm tốt ở trường. Hai người này là sinh viên mới. Hai người phải hòa thuận với nhau. Em gái này trông thật ngầu. Từ hôm nay trở đi, cô sẽ là cô gái còn sót lại của tôi. Ngồi cạnh tôi. Chúng ta ở đây để học, không phải để phục vụ người khác. Thưa ông, tôi có nghĩa vụ phải cho ông biết ai là người đứng đầu lớp này. Các người bắt hắn cho tôi. Lại dám trêu chọc chúng ta chết. Tần Vũ lão đại, từ hôm nay trở đi, bạn là trưởng lớp của chúng tôi. Những ngày sau đó, Thiên Vũ và Cổ Nguyệt đâu? Cùng nhau học tập tại Học viện Võ Hồn Điện. Và dưới sự huấn luyện của ma quỷ ngăn dòng. Linh lực của Thiên Vũ cũng đến tập 20. Mưa nhỏ, ngày mai các bạn chuẩn bị nhé. Ta dẫn các người đi tinh đấu đại rừng rậm săn bắt thứ hai hồn hoàn. Gã này có vẻ sợ hãi 600 triệu thiên thần. Cái mà Thiên Vũ không phát hiện ra hắn là gốc rễ của 600 triệu thiên sứ võ hồn của hắn. Dần dần trở nên tối đen. Mẹ kiếp. Tiểu Vũ, cẩn thận, đây là cây phù thủy 50.000 năm tuổi. Môi trường đầu tiên. Biến dị võ hồn mã. Tu Ngọc, lát nữa tôi sẽ làm hắn bị thương nặng. Bạn nắm bắt cơ hội để bổ sung dao. Dũng cảm quá. Nếu dám làm tổn thương cháu trai tôi, hãy để bạn làm chiếc nhẫn linh hồn của cháu trai tôi. Mưa nhỏ làm đi, ha ha. Ngươi có chắc muốn hấp thụ 50.000 năm này không? Mặc dù ngươi có thân thuật chữa bệnh, nhưng hồn hoàn thứ hai của ngươi liền hấp thụ 50.000 năm có phải là có chút quá miễn cưỡng không? Đường Hạo không phải người bình thường.
Nếu ta không hấp thụ hồn hoa mạnh hơn một chút, làm sao có thể mạnh lên? Làm sao có thể vượt qua? Đường Hạo đã như vậy, bạn hấp thụ đi. Tôi sẽ bảo vệ cho bạn. Chúa ơi, rõ ràng là sắp tỉnh rồi. Nhưng lại phân ra một phân thân tình cảm của con người. Lại để hắn rơi vào giấc ngủ. Không biết chủ nhân còn ngủ bao lâu nữa. Hơi thở này là sự phân chia cảm xúc của con người của chủ nhân. Nếu đem cảm xúc con người của chủ nhân trở về, chủ nhân có thể sẽ thức dậy sớm hơn. Chẳng lẽ đây là Long Khiếu? Ắt, nhìn Chi Hâu kìa. Tôi sẽ đi xem chuyện gì đang xảy ra. Mưa nhỏ bây giờ đang hấp thụ thời tiết. Đừng để con rồng này làm phiền. Mưa nhỏ, bạn là ai? Bạn muốn làm gì? Người trên người bạn có hơi thở của đứa trẻ đó. Dạy đứa trẻ đó đi. Ta tha cho người không chết. Quả nhiên là vì mưa nhỏ. Sao anh lại tới tìm anh ta? Chuyện giang hồ ít hỏi thăm, nếu bạn không giao ra, ta sẽ giết người trước khi tìm hắn. Giờ nó là cháu tôi. Ngươi muốn tìm hắn liền qua cửa của ta trước. Ngươi mạnh. Cô cũng rất mạnh. Ngươi là hồn thú mạnh nhất ta từng thấy. Đầu tiên là chết. Là võ hồn. Bị Đường Hạo cho là người của võ hồn điện. Chỉ là Đường Hạo thôi. Bắt đầu truy đuổi. Cuối cùng hấp thụ thành công rồi. Hơn nữa hồn lực cũng tăng lên cấp 22. Thiên Ngọc anh trai. Đây là... Chúng ta đi xem nhé. Thiên thần phán xét. Cô mạnh mẽ, cô tên gì? Vô danh Bích Thiên cho rằng người cũng rất mạnh. Một đối thủ rất mạnh. Ngươi là hồn thú mạnh nhất ta từng thấy. Lâu rồi không có trận chiến nào như vậy. Thành thật mà nói, tôi không thể chịu nổi khi giết anh nữa. Nhưng vì Chúa, tao sẽ giết mày. Ta nói Tiểu Vũ là cháu của ta. Hắn là tương lai của võ hồn điện của ta. Cho nên bất luận là ai đến, ta đều sẽ bảo vệ tốt hắn. Trong trường hợp đó, vậy thì chỉ còn một cuộc chiến. Một ngày nào về nhé? Chưa phải lúc. Chẳng lẽ chủ thượng đã thức tỉnh rồi? Nhân loại lần này sẽ tha cho người trước. Sau này lại chiến. Ông ơi, có chuyện gì vậy? Tiểu Vũ, người đã hấp thụ hồn hoàn chưa? Hấp thụ những gì vừa xảy ra với ông nội? Không có gì, chỉ là gặp phải một con linh thú tương đối khó khăn. Tôi đã đuổi hắn đi rồi. Linh thú khó khăn hơn. Lời này, trong lòng Thiên Vũ có chút sốc. Để thiên đạo lưu đô tương đối khó khăn hồn thú. Thiên Vũ buộc ngón tay đếm. Cũng chỉ có thể đếm đến hai. Một là vua của biển sâu. Được rồi, mà tinh vương biển sâu kia chắc chắn sẽ không đến trên đất liền. Vậy cái kia thì đơn giản thôi. Đó là vị vua thực sự của rừng sao. Hắc Long Đế. Đầu bồ câu của vua rồng. Chẳng lẽ là vì vậy mà đến đây? Tiểu Vũ,
Hồn tích thứ hai của ngươi tên là gì? Ta chuẩn bị đem ma chủng ký sinh. Ha 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 ha. Một loại ký sinh nào đó, nghe có vẻ rất đáng sợ. Cái tên này hay. Mưa nhỏ, bạn thật sự rất tốt. Nhưng hiện tại ta vẫn hy vọng ngươi không để lộ thực lực của ngươi. Ít nhất phải đợi đến cuộc thi võ hồn điện hồn sư. Cuộc thi võ hồn điện hồn sư. Doshi, đó là một cuộc thi lớn được tổ chức cho tất cả các đệ tử trẻ của võ hồn điện chúng ta. Nhưng giải đấu tiếp theo sẽ rất đặc biệt. Bởi vì đại hội lần sau sẽ chọn ra thánh tử và thánh nữ của võ hồn điện chúng ta. Ông ơi, ông muốn tôi làm một bộ phim mong tấn tại hội nghị tiếp theo. Trở thành thánh tử võ hồn điện sao? Không tệ, Tiểu Vũ, bạn của Nhiên rất thông minh. Được rồi, chúng ta về trước đi. Thời gian trôi qua từng ngày. Dưới sự huấn luyện của Thiên Đạo Lưu, thực lực của Thiên Vũ cũng dần dần tăng lên. 2 năm rưỡi. Tin nhắn cho thấy lũ lụt ở Chiêu cũng đã lên đến cấp 30. Thiên Đạo đều lại một lần nữa mang theo Thiên Vũ đến Tân Cầu Đại rừng rậm. Lần này Thiên Đạo Lưu giúp Thiên Vũ săn giết một con bóng tối 70.000 năm sẽ gầy đi dữ dội. Sau khi Thiên Vũ hấp thụ được hồn hoàn, hắn đã có được hồn tích bóng tâm. Còn bất ngờ nhận được một miếng xương chân. Nhận được một dấu vết xương linh hồn trong xương linh hồn. Tiểu Vũ, cậu đến đây cũng đã 2 năm rồi phải không? Phải, 2 năm rồi. Ông nội 2 năm nay để cho ngươi ẩn giấu lợi thế. Con có trách ông nội không? Không, tôi biết ông nội làm thế. Phải có ông nội, ý định của ông nội. Cô nói tốt đấy. Ngươi dù sao cũng là thiên sứ võ hồn. Thân phận của ngươi ở võ hồn điện chúng ta sẽ bị rất nhiều người ghen tị. Đó là lý do tại sao tôi để bạn trốn trong 2 năm. 2 năm nay ta đã huấn luyện ngươi thành ma quỷ. Cũng là để tăng cường sức mạnh của bạn càng nhiều càng tốt. Để bạn có thể một mình. Nhưng sau đó bạn không cần phải giữ một hồ sơ thấp như vậy nữa. Là ta, cuộc thi hồn sư sắp bắt đầu rồi sao? Ha ha ha. Tiểu Vũ, ngươi của Nhiên rất thông minh. Cô nói tốt đấy. 2 ngày nữa cuộc thi hồn sư võ hồn điện sẽ được tổ chức. Thế hệ các ngươi hồn sư được gọi là thế hệ vàng của võ hồn điện. Cho nên võ hồn điện sẽ từ trong thế hệ này chọn ra một thánh tử hoặc là thánh nữ. Người con trai và thánh nữ được bầu chọn sẽ là người thừa kế của giáo hoàng tiếp theo. Vì vậy, lần này bạn không cần phải giữ một hồ sơ thấp nữa. Tôi hy vọng bạn đánh bại tất cả các đối thủ trong hội nghị này. Vô địch hội nghị. Sau đó trở thành thánh tử của võ hồn điện. Tôi hiểu rồi. Lần này đối thủ của ngươi cũng không yếu. Họ được gọi là thế hệ vàng của võ hồn điện. Nhiệm vụ của họ rất mạnh mẽ. Dù là ai, tôi cũng sẽ đánh bại họ. Ha 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 ha, không hổ là huyết mạch của ngàn gia đình tôi. Ông nội cũng tin con. Bất kể đối thủ là ai, ngươi cũng có thể cho rằng đây là đối thủ mạnh hơn của ngươi. Bảng thông tin bạn có thể xem qua. Ông ơi, họ bao nhiêu tuổi rồi? Gần như đều khoảng 13 hoặc 14 tuổi. 13, 14 tuổi mới là hồn tôn sao? Ha ha ha. Mày nghĩ ai cũng là mày à? 8 tuổi hay có thể trở thành hoành thánh cấp 32 không? Nhưng bạn cũng đừng quá bất cẩn. Họ được gọi là thế hệ vàng. Tự nhiên có lý của họ. Bạn đừng xem nhẹ. Thảo luận, tôi đã đăng ký cho bạn rồi. Bạn chuẩn bị đi. Vừa rồi, cuộc thi võ hồn điện hồn sư bắt đầu. Liêm khói chó bị thiên vụ đánh trúng mất xỉu. Đó là giáo hoàng, bệ hạ. Wei Yan và vẻ đẹp cùng tồn tại. Đó là Đại Cống Phượng sao? Nghe nói Đại Cống Phượng đã hơn 100 tuổi rồi, sao lại trẻ như vậy? Vậy thì anh không hiểu. Đại Cống Phượng là một trong những cường giả mạnh nhất trên đại lục cực hạn đấu la. Tự nhiên rất trẻ. Cuộc thi hồn sư lần này được tổ chức để sàng lọc các đệ tử của thế hệ trẻ. Tôi hy vọng thế hệ trẻ của bạn có thể thể hiện sức mạnh và thể hiện tốt. Bây giờ ta tuyên bố cuộc thi hồn sư này chính thức bắt đầu. Cuộc thi hồn sư lần này do ta chủ trì trận đấu nhà tù đầu tiên với Vương Hổ.
Hóa ra là một đứa trẻ chưa khô. Xem ra hôm nay may mắn lắm, gặp một con gà yếu. Thôi đi, làm đi, võ hồn phụ thể chiến trống. Tiểu tử, ngươi còn không mở võ hồn sao? Đối phó ngươi còn không cần võ hồn. Điên cuồng phổ kim cương. Thiên vũ này mạnh quá. Đánh bại vương hổ. Đúng vậy, không ngờ thể thuật của thiên vũ này lại mạnh mẽ như vậy. Tôi nhận thua. Sao lần này ngươi lại đến xem cuộc thi hồn sư võ hồn điện này? Ta nhớ rõ cả đại lục hồn sư thi đấu ngươi đều không có tới xem. Chỉ có khi tiểu tuyết còn ở võ hồn điện, ngươi mới đến xem qua đi. Có ai trong nhóm nhỏ này đáng để bạn chú ý không? Ta không biết thằng nhóc đó là ai. Đến lúc đó bạn sẽ biết. Số mấy xin vui lòng hướng dẫn thiên vũ. Tôi thua. Chuyện gì vừa xảy ra vậy? Thiên vũ này còn chưa mở võ hồn thì Lý Hạo đã bại rồi. Ta nghe nói nó 18 tuổi rưỡi. 8 tuổi rưỡi đã có ý định chết như vậy. Thật kinh khủng. Mưa nhỏ làm tốt lắm. Tiếp theo chỉ cần tiếp tục thắng là được rồi. Tôi sẽ luôn thắng. Như vậy tôi yên tâm rồi. Nghỉ ngơi đi. Ngày mai còn có khinh bỉ. Sau trận đấu, thiên vũ dễ dàng giành chiến thắng. Cuộc thi võ hồn điện hồn sư cũng đến trận tứ kết. Trận đấu đầu tiên cấp 32. Hồn Tôn Thiên Vũ đấu với Hồn Tôn Yến cấp 36. Tôn Vũ không ngờ rằng bạn đã lên cấp 32 rồi. Thảo nào tôi sẽ xoay điểm trên tay bạn. Nhưng may mắn lần này cuối cùng cũng khiến tôi phải lòng anh. Bạn yên tâm, tôi nhất định sẽ trả lại cho bạn gấp đôi sự sỉ nhục ngày hôm đó. Thôi đi. Võ hồn Hỏa Vương. Ha 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 ha. Tiểu tử, võ hồn của ngươi chính là cây nho sao? Hắc, có vẻ như tôi đã thắng trận này. Tiểu tử, võ hồn mộc khí của ngươi không phải là đối thủ của võ hồn hóa hệ của ta. Một số loại ký sinh trùng. Dấu vết thứ ba của lửa địa ngục. Long không dựng. Ngươi chiến thắng. Ngươi mà bạn coi trọng không phải là anh chàng nhỏ bé này sao? Đâu si có thể trong tình huống bị kiềm chế đánh bại những nghệ sĩ trong thế hệ vàng của học viện ngũ môn điện này. Mọi thứ đều ổn với anh chàng nhỏ bé này. Xem đi, có lẽ bạn sẽ có nhiều bất ngờ hơn. Anh chàng nhỏ bé này vui tính. Tiên yêu, đây chỉ là một cuộc thi thôi. Sao ngươi lại nuốt một bàn tay nặng như vậy? Bạn cũng thấy rồi. Chính ngọn lửa của chính anh ta đã làm anh ta bị thương. Tôi cũng không kiểm soát được. Ngoài ra, mặc dù anh ấy là tôi. Tôi có xáo phạm luật chơi không? Độc. Tôi sẽ đánh bại cậu trong trận đấu tiếp theo. Báo thù cho Yến. Vậy ta hy vọng ngươi thật sự là vì Yến mà khiêu chiến ta. Không phải vì mong muốn thắng bại của bạn mới nói những lời như vậy. Ý anh là sao? Không có ý gì. Thách thức của bạn, tôi chờ đợi. Gã này kiêu ngạo. Thiên vũ, ta, Gu Liên ở nhất định sẽ đánh bại ngươi. Vừa rồi. Nguyệt Na thức dậy. Chihiro đánh bại Go trong trận chung kết. Giành chức vô địch cuộc thi võ hồn. Gặp chúa. Kiểm tra rõ ràng thân phận của thiên vũ này chưa? Đã kiểm tra. Thiên vũ này là một đứa trẻ mồ côi mà đại cung phụng mang về. Đại cung có nhận được không?
Với con mắt đại cung phụng, thiên vũ này tất nhiên không phải là người phàm tục. Thiên vô cuối cùng cũng đối đầu với ngươi, ta nhất định sẽ đánh bại ngươi để báo thù cho Yến. Vậy thì bắt đầu đi. Linh hồn sai quỷ cáo phụ thể. Thật thú vị, bạn là người đầu tiên nhìn thấy tôi và không cảm động. Trong trường hợp đó, tôi sẽ gọi cho bạn. Thiên vũ thể hiện sức mạnh thật sự của ngươi. Nếu ngươi chỉ có sức mạnh như vậy, vậy thì anh sẽ thua. Sau khi xem bạn thi đấu lâu như vậy, ta vẫn chưa thấy ngươi giải phóng hồn hoàn. Ngươi không định thả hồn tích sao? Thiên vũ trước đây thi đấu của thật không có giải phóng võ hồn và hồn tích. Khi đánh nhau với Yến, thiên vũ cũng cố gắng giữ thái độ thấp nhất có thể, giải phóng vòng linh hồn và dấu vết linh hồn mà không ai nhìn thấy. Trong trường hợp đó, vậy ta sẽ cho ngươi thấy thực lực thật sự của ta. Dậy đi. Thưa ngài đã hoàn toàn tỉnh lại chưa? Không tệ, nhưng sức mạnh của tôi vẫn chưa được trả lời đầy đủ. Trước đó, tôi đã tách ra một bản sao cảm xúc. Hiện tại chỉ có dung hợp cái kia phân thân ta mới có thể khôi phục thực lực. Chúa ơi, vậy đã đến lúc chúng ta lấy lại phân thân rồi. Lần trước tôi phát hiện ra bản sao của Chúa, nhưng phân thân của Chúa dường như có một nhân loại rất mạnh mẽ bên cạnh. Sau này ta thông qua hồn thú hiểu được phân thân của chủ thượng, tại cho đến nay nhân loại mạnh nhất tổ chức võ hồn. Cho nên muốn đều sẽ phân thân với hắn. Nhưng bắt đầu bị ảnh hưởng bởi ẩm ướt, hồn thú tộc ta im lặng quá lâu rồi. Đến khi nhân loại có thể tùy ý tiêu diệt tộc hồn thú chúng ta, đã đến lúc con người cảm nhận được nỗi sợ hãi. Chúa ơi, chiếc nhẫn linh hồn đầu tiên là vạn năm. 3 vạn năm hồn nhẫn, làm sao có thế? Làm sao hắn làm được? Thân thể của hắn làm sao có thể chịu được tác động của 3 vạn năm hồn hoàn? Cuối cùng tôi cũng biết được Đại Công Bong không nên cố ý đến xem trận đấu, tại sao lại coi trọng anh chàng nhỏ bé đó như vậy? 3 vòng đó đầu tiên là vòng linh hồn vạn năm. Tài năng như vậy, tiểu tử này tuyệt đối là động tác lớn thiên tài đầu tiên trên toàn bộ đại lục. Thằng nhóc này thì không. Ha 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 ha. Nói là đệ tử đạo cũng đúng. Thấy chưa? Đây là sức mạnh thực sự của tôi. Con cáo lúc này đâu? Nhìn 3 chiếc nhẫn linh hồn vạn năm dưới chân thiên vũ. Trong lòng hắn rất rõ ràng. Hắn phải nhanh chóng giải quyết thiên vũ. Nếu không người thua nhất định là hắn. Xem ra viên tiên y. Với hơn 1000 bàn tay, những cây nho bị mắc kẹt ở Hulena phát nổ ngay lập tức. Tôi thua, nhưng lần sau tôi sẽ đánh bại anh. Ngươi không thể đánh bại ta, bởi vì tôi là ngọn núi không thể vượt qua của bạn. Cậu bé này thực sự làm tôi ngạc nhiên. Chi Hâu, tôi sẽ đánh bại anh trong trận đấu này. Thôi nói nhảm đi. Võ hồn Nguyệt Nhẫn. Đây là khí võ hồn rất mạnh mẽ. Nghe nói khí này võ hồn không thể phá hủy. Thiên vũ mây thanh võ hồn chỉ sợ không chống đỡ được tà nguyệt lưỡi kiếm. Hồn tích thứ 2 Nguyệt Viên Ngọc. Triển lãm bánh xe mặt trăng linh hồn đầu tiên. Trời ơi, sao lại xuất hiện võ hồn mới rồi?
Võ hồn của hắn không phải là dây leo sao? Sao lại xuất hiện một thanh kiếm cổ? Chẳng lẽ thiên tiểu thư hai tầng võ hồn? Đó không phải là võ hồn, là hồn cốt. Không ngờ tiểu tử này lại thu được hồn cốt ngoại phụ trong truyền thuyết. Hồn cốt của ngoại phụ là hồn cốt còn hiếm thấy hơn hồn cốt bình thường, có khả năng phát triển. Không ngờ cậu bé này lại có được hồn cốt của ngoại phụ. Nếu võ hồn vô dụng với ngươi, ta sẽ đánh bại ngươi với vạn phục hồn cốt này. Nhạc Luân trưởng. Dấu vết linh hồn thứ ba hoạt động mài mòn. Chi Hâu đâu? Anh ta đâu rồi? Chẳng lẽ nói Thiên Vũ sử dụng chuyển động tức thời? Hay là nói Thiên Vũ bị cái chiêu nghiêng mặt trăng này xóa sổ rồi? Mặt trăng nghiêng không tìm thấy bóng dáng của Thiên Vũ. Mặt trăng mới đồng tử co lại, trong lòng tràn đầy cảm giác sợ hãi rất sâu sắc. Hắn vội vàng quay đầu nhìn bốn phía tìm kiếm thân ảnh của Thiên Vũ, bởi vì hắn biết hồn tích thứ ba của mình tuy rất mạnh, nhưng cũng không đạt được một đòn có thể xóa sổ Thiên Vũ có 3 vạn năm hồn hoàn. Mày thua rồi, tao thua rồi. Cái này Thiên Vũ quá mạnh, liên tiếp đánh bại 3 người ở khu vực vàng vách đá võ hồn điện. Thật sự là quá ác nghiệt. Thiên Vũ mạnh như vậy, còn trẻ quá, tài năng lại tốt như vậy. Xem ra thánh tử của võ hồn điện chúng ta chính là hắn. Ngươi chỉ có thiên tài như Thiên Vũ mới có thể trở thành thánh chỉ của võ hồn điện chúng ta. Anh chàng nhỏ bé này tốt. Ha 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 ha, không hổ là cháu trai của tôi. Ông nội Tiểu Vũ biết chắc chắn bạn có thể giành chức vô địch này. Nhà vô địch của cuộc thi võ hồn lần này là Thiên Vũ. Tên bạn là Chi Hâu phải không? Vâng, rất tốt. Tôi rất thích anh, vì anh đã vô địch hội nghị, cũng đã nhận được sự công nhận của tôi. Từ nay về sau, ngươi sẽ là thánh tử của võ hồn điện chúng ta. Giáo hoàng giáng chức không tốt rồi, bị thủy triều đến rồi. Tất cả các trường sinh linh giá, theo tôi. Vừa rồi, võ hồn điện phong hiệu động Nga đều ra ngăn chặn. Thụ triều Thiên Vũ rút ra ma kiếm, buộc chặt đất sự hợp nhất của cổ nguyệt với nơi đó. Tất cả các danh hiệu đấu la cùng nhau hợp tác giết chết những ma thú kia. Nhớ là phải dùng thời gian ngắn nhất. Thiên Nga Ngọc Lục Bảo. Tàu điện ngầm. Gặp lại anh. Thú thần tàu điện ngầm, các ngươi hồn thú tộc khởi động tổ thú rốt cuộc muốn làm gì? Rất đơn giản, chúng ta hồn thú tộc đến đó lấy chủ quan của chúng ta. Sát thần trọng lực. Hết Xuân và Ngô Vinh Hòa. Thiên Vũ nhìn cô gái đột nhiên xuất hiện, hắn lập tức liền hiểu được thân phận của người phụ nữ này.
một trong những bản sao của Vua Rồng Bạc. Ngân Long Vương có tổng cộng hai phân thân, một người tên là Na Nhi, là bản sao cảm xúc của Silver Dragon, đó là nơi bên cạnh thiên và bây giờ. Một cái khác tên là Cổ Nguyệt, là phân thân mà Ngân Long Vương giữ lại sức mạnh. Tôi sẽ hợp nhất với bạn, nhưng bây giờ chưa phải lúc. Bởi vì con người bên cạnh bạn. Cậu định làm gì? Vì ngươi ở lại vì con người này. Vậy ta sẽ giết con người này và đưa ngươi đi. Ngươi không được giết hắn. Nếu lại bắt nạt anh trai Thiên Vũ, tôi sẽ không bao giờ hòa nhập với bạn. Tìm chết. Thánh tử. Lúc này Thiên Vũ lại lần nữa đi tới thế giới khác. Nhưng lần này bốn phía Thiên Vũ không hoàn toàn là bóng tối. Thay vào đó, họ đến một bàn thờ. Chủ nhân, cuối cùng bạn đã đến. Hãy đến và kéo tôi ra. Kéo tôi ra và cậu sẽ có được sức mạnh mà cậu muốn. Ngươi là ai? Thôi nào, rút ra đi. Anh có thể tăng cường sức mạnh cho tôi không? Hợp nhất với tôi đi. Tôi đã nói là tôi sẽ không hợp nhất với anh. Tại sao? Bởi vì tôi đã giết con người đó. Cậu phải biết hắn là con người. Hai người không thể ở bên nhau. Dù hắn là ai, hắn đều là anh trai của tôi. Mày đã giết anh trai của tao. Tôi sẽ không hợp nhất với bạn. Điều này không phụ thuộc vào bạn. Buộc hội nhập thực sự khó khăn hơn một chút. Nhưng cũng chỉ là khó khăn hơn một chút thôi. Thì ra họ tìm ở đâu? Những hồn thú này phát động chịu ẩm là vì cô bé bên cạnh Thiên Vũ sao? Thì ra là anh, lâu rồi không gặp. Thiên Vũ không để ý đến Cổ Nguyệt. Hắn cầm trong tay ma kiếm hướng về Cổ Nguyệt đến kiếm mã kiếm mang. Đột nhiên cắt đứt mối liên hệ giữa Cổ Nguyệt và nơi đó. Trước đây ta nghĩ Thiên Vũ này có thể là con hoang của Tuần Hành. Giờ xem ra tôi đã sai. Sai rồi. Loại trừ khả năng này. Thân phận của Thiên Vũ chỉ sợ là đến từ nơi đó. Tiểu tử này là song sinh võ hồn sao? Còn có cái này hắc ám thiên sư võ hồn lại là chuyện gì xảy ra? Hắn là ai? Vừa rồi, Thiên Vũ sau khi kiểm tra thành công tầng thứ tư của tháp thử nghiệm địa ngục đạt được linh hồn hoàn 10 vạn năm. Thiên Vũ rời khỏi ngũ cốc hồn điện. Cái quái gì thế này? Cái quái gì thế này? Thiên thần đen tối thắng chết có phải là thiên thần võ hồn không? Nhưng nếu thiên thần võ hồn, đôi cánh của hắn sao có thể là màu đen, chẳng lẽ là võ hồn biến dị? Và cô gái đó là ai? Sao hắn có thể mạnh như vậy? Tiểu Vũ, tôi nên đoán sớm hơn. Tài năng mạnh mẽ của bạn, còn có hạt giống võ hồn thời gian đó đều không tìm thấy.
Còn có thiên sử võ hồn còn thuần khiết hơn cả huyết mạch của ta. Làm sao có thể là bí ẩn? Nhưng đứa con ngoài giá thú, chỉ là tôi không bao giờ muốn trở thành người lớn, bất kể bạn là ai. Tôi chỉ hy vọng anh không xảy ra chuyện. Còn chưa dung hợp ta lại cũng chỉ có thể cùng lúc chưa thức tỉnh hắn đánh thành ngang tay. Chỉ là không ngờ hắn cũng sẽ đọa lạc thành đọa thiên sứ. Trợ lý anh trai Chiu, trợ lý anh trai Chiu. Năn. Anh trai Thiên Vũ không cần. Em không muốn anh như thế này. Măn. Thiên Vũ anh trai. Ngươi yên tâm, ta sẽ không làm tổn thương hắn. Đi với tôi. Nơi nào không nỡ nhìn Thiên Vũ một cái. Cuối cùng hắn vẫn là theo cổ nguyệt rời đi. Bởi vì anh ấy biết nếu anh ấy không rời đi, đội quân hồn thú này sẽ không rút lui. Tất cả các linh hồn rút lui. Ông là ai? Ông chủ, sao ông không biết tôi? Ta là thần khí của ngươi, mà kiếm địa ngục sao? Kiếm địa ngục? Vũ hồn của ta là thiên thần. Thần khí của thiên sứ không phải là thành kiếm thiên sứ sao? Anh thiên thần thành kiếm cái gì rác rưởi, ta đều không xứng. Cái thiên thần thành kiếm cho bổn ma kiếm liền bánh tráng đều không xứng. Ngươi là một thanh kiếm, sao lại có thể nói chuyện với tôi? Bạn đã phát sinh linh trí rồi. Nếu là thần kỳ, đương nhiên sẽ không sinh ra linh trí. Lúc trước chủ nhân đem ta phong ấn tại này địa ngục ma kiếm bên trong trở thành kiếm linh, cho nên tôi có linh trí. Vậy người tiền nhiệm của bạn là gì? Vâng. Vâng, giám đốc bạn. Có phải đầu thai không? Tiền thân của ta là địa ngục ma long, sau khi bị người đánh bại, đã bị phong ấn trong ma kiếm địa ngục này dưới hình thức linh hồn, trở thành kiếm linh của thanh kiếm này. Vậy tôi là ai? Chủ nhân đương nhiên là... Vấn đề này tôi bị cấm. Không trả lời được, nhưng tiền của anh đã nói rồi, chỉ cần anh rút tôi ra, tôi sẽ giúp anh bảo vệ anh. Vậy đây là đâu? Tại sao tôi lại ở đây? Bạn có thể gọi nơi này là địa ngục. Có lẽ kiếp trước của cậu đã đưa cậu đến đây. Rốt cuộc, kiếp trước của bạn là vua ở đây. Đúng rồi, kiếp trước của người đã phong ấn tất cả truyền thừa của hắn ở đây. Bạn muốn được thừa kế, cần phải vượt qua 3 kỳ thi. Bài kiểm tra đầu tiên là vượt qua thẻ kiểm tra địa ngục. Trong tòa tháp này có rất nhiều ma mạnh mẽ, giống như con người các ngươi, chia thành quỷ sư, đại quỷ sư, quỷ tôn, quỷ đấu la đảng, tương ứng với cảnh giới của hồn sư các ngươi. Thẻ thử nghiệm địa ngục này tổng cộng 9 tầng. Mỗi tầng đẹp nhất là mỗi điều cấm kỵ của các bạn. 9 chính là phong hào đấu la. Nên là bạn vượt qua kỳ thi 9 cấp này. Ngay cả khi bạn hoàn thành bài kiểm tra đầu tiên, mỗi lần đi qua một tầng sẽ có phần thưởng tương ứng, thậm chí có thể đột ngột lớn. Bạn muốn bắt đầu kiểm tra ngay bây giờ? Không, tôi muốn ra ngoài xem. Mưa nhỏ, cuối cùng bạn đã thức dậy. Sao rồi? Ông nội nên đi rồi. Đi rồi, con muốn khóc thì khóc đi. Không sao đâu, cuối cùng anh ấy cũng sẽ đi. Lần này tôi không thể giữ lại anh ta không có nghĩa là sau này không thể giữ lại. Tôi sẽ tìm lại anh ta. Ông ơi, từ hôm nay con sẽ tiếp tục huấn luyện ma quỷ. Hãy đợi cho đến khi bạn khỏe lại trước khi bắt đầu. Cơ thể tôi đã ổn rồi. Bạn có thể bắt đầu ngay bây giờ. Sau đó Thiên Hòa ban ngày liền tiếp nhận huấn luyện ma quỷ của Thiên Lưu. Buổi tối thì là tiến vào địa ngục thủ luyện tháp kiểm tra. Đây hẳn là cái gọi là phần thưởng. Lập tức ngồi xếp bằng xuống hấp thụ hồn cốt. Đây là một cái đầu hồn cốt 10 vạn năm tuổi. Bởi vì có sự trợ giúp của thần thuật chữa bệnh, Thiên Vũ rất nhanh đã hấp thu hết khối hồn cốt này. Sau khi hấp thụ hồn cốt, Thiên Vũ phát hiện mình có thể mở ra một lĩnh vực. Trong lĩnh vực này, động tác của đối thủ sẽ trở nên vô cùng chậm chạp trong mắt Thiên Vũ. Hồn lực cuối cùng cũng lên cấp 40 rồi. Có thể thách thức tầng thứ tư của tháp thử nghiệm địa ngục.
cậu thật may mắn. Đã nhận được một chiếc nhẫn linh hồn thần thánh. Chúa ban vòng linh hồn. Hồn hoàn này chắc cũng là kiếp trước của ngươi để lại cho ngươi. Không ngờ phòng thí nghiệm này lại cho tôi một phần thưởng lớn như vậy. Không hổ thẹn là vòng linh hồn 100.000 năm. Thiên Vũ hấp thụ sau 100.000 năm hồn hoàn thăng cấp hồn lực cấp 3. Hơn nữa, chiếc nhẫn linh hồn thứ tư của Thiên Vũ có tổng cộng 2 hồn tích. Một trong những dấu vết là miễn dịch dấu vết thụ động. Nói cách khác, hạt giống của Thiên Vũ, cây cối mọc ra từ ngũ hồn đều có hiệu quả hài lòng với các loại nguyên tố, trừ khi gặp phải thực lực chênh lệch rất lớn. Một hồn kỹ khác là chủ động hồn kỹ ánh sáng chi thuật. Kỹ năng linh hồn này có thể làm cho một cây phát triển ngay lập tức. Nó cũng có thể làm cho một cây khô héo ngay lập tức. Điều nghịch thiên nhất là hồn tích này cũng có thể bán và sử dụng cho nhân loại. Nhưng hiệu quả sẽ có sự khác biệt. Ngươi định đi đâu để trả thù? Mưa nhỏ, mấy năm nay mặc dù bạn nói tiến bộ không tệ, nhưng muốn tìm đường hạ báo thù vẫn còn kém rất nhiều. Ta biết ta bây giờ đi tìm đường hạ báo thù và chịu chết không nghi ngờ gì. Nhưng cái giá ta muốn đường hạ phải trả không chỉ là cái chết của hắn. Tôi sẽ tâm lý, tinh thần tất cả mọi thứ đánh bại đường hạ. Vậy anh sẽ bắt đầu từ đâu? Bắt đầu từ con trai ông ta, đường Tam. Vậy đường hạ không dễ đối phó. Nếu anh đến gần con trai ông ta, nếu hắn phát hiện ra cô sẽ gặp nguy hiểm. Tôi biết tôi sẽ giả vờ. Tốt, mình sẽ không để đường hạ phát hiện đâu. Bạn cứ làm đi. Dù có khó khăn gì, có ông nội làm hậu thuẫn cho bạn. La Thánh Tử, tôi nghe nói anh đang đi tập. Cậu định đi bao lâu? Đi đâu? Chưa biết. Tôi biết một chỗ dành cho anh, nhưng anh còn trẻ. Đợi vài năm nữa đi. Thủ đô giết chóc. Người biết kinh đô giết chóc. Tôi đã đọc về nơi đó trong sách. Nhưng tôi chưa muốn đi. Tôi tôn trọng sự lựa chọn của anh. Có cần tôi cử người bảo vệ cô không? Không cần đâu. Bất kể việc gì bạn cũng có thể làm. Cho dù anh có làm gì, tôi cũng không quan tâm. Ta Vũ Hồn Điện cũng sẽ theo ngươi. Nhưng bạn cần nhớ một điều. Ngươi là thánh tử của Võ Hồn Điện của ta, cho nên ta không cho phép người chết, cũng không cho người thua, càng không cho phép người làm nhục danh tiếng Võ Hồn Điện của ta. Hãy để tôi xem cuối cùng bạn có thể phát triển đến đâu. Vừa rồi, Đường Tam Tiểu Ngũ tìm cha Thiên Vũ, kết quả bị đánh khắp sàn tìm răng. Sao anh lại đâm tôi? Và lan đổ trà sữa của tôi. Bạn bồi thường cho tôi trà sữa đi. Con trai, chị Ben lớn như vậy, chưa bao giờ có ai bảo tôi cút đi. Cậu là người đầu tiên. Tiểu Ngũ sao thế? Anh ba, tên này lan đổ trà sữa của tôi, con không xin lỗi tôi. Anh ơi. Đường Tam ánh mắt nhìn về phía Thiên Vũ, Thiên Vũ cũng nhìn về phía Đường Tam, bởi vì hai người đã 6 năm không gặp nhau. Đường Tam cũng không nhận ra Thiên Vũ. Đạo sĩ Thiên Vũ biết người này nhất định là Đường Tam. Người anh em này, bạn làm đổ trà sữa của Tiểu Ngũ, sao không xin lỗi anh ta? Chính là người đánh ta còn kiêu ngạo như vậy. Thật sự nghĩ ta Tiểu Năm dễ bắt nạt sao? Muốn làm không? Làm đi. Xem này, tiểu thư này đánh cậu, ngay cả mẹ cậu cũng không biết. Hãy để tôi làm điều đó. Quên tôi đã nói gì chưa? Em sẽ luôn bảo vệ anh. Đây là chuyện giữa đàn ông. Chàng trai, bạn biết bởi quý ông. Thằng nhóc này có chút sức mạnh. Đường Tam võ hồn Lam Ngân Thảo. 29 hồn cấp 29. Xin hãy dạy Tam ca cố lên. Không phải ngươi thả vũ hồn sao? Không cần cỏ xanh bạc quấn quanh. Làm sao có thế? Thứ hai hồn kế thăng chức. Xem ra cỏ bạc xanh của bạn không được đâu.
Mày là ai? Tại sao ngươi có thể khống chế cỏ xanh bạc của ta? Bởi vì võ hồn của ta là màu vàng của võ hồn của ngươi. Trong trường hợp đó, ta sẽ đánh bại ngươi bằng cỏ xanh. Xin ra viên tiên đi. Tôi không sao. Chúng ta đã nói rồi. Ngươi có thể chôn được không? À, ha ha. Sao anh lại đánh tôi? Tam ca, sao anh lại đặt tay nặng như vậy? Các người đến tìm tôi làm phiền, tìm tôi khinh bỉ. Trong quá trình bị thương một chút không phải rất bình thường sao? Không có vấn đề gì. Ngươi làm bị thương người anh thứ ba của ta thì phải trả giá. Màu xanh bạc vàng. Lần này sẽ tha cho các người trước. Lần sau nếu dám đến trêu chọc tôi, sẽ không chỉ là kết cục đơn giản như vậy đâu. Cô tên gì? Sau này ta trở nên mạnh mẽ hơn, nhất định muốn ngươi hối hận hành động hôm nay. Tại sao? Bạn sẽ ghi tên tôi vào trái tim của bạn. Cho sau này ngươi trở nên mạnh hơn rồi mới đến tìm ta trả thù phải không? Đường Tam bị hỏi không nói nên lời, bởi vì anh ấy thực sự nghĩ vậy. Nói với bạn cũng được, ta là mưa hạt, nếu ngươi muốn đến tìm ta báo thù, tôi sẽ ở bên bạn bất cứ lúc nào. Phòng khách rõ ràng là chúng tôi đặt trước. Tại sao lại để cho các bạn? Chúng ta trời không cho thì sao? Mắt chó nhìn những thứ thấp. Đừng tưởng chúng ta còn nhỏ là dễ bắt nạt. Ngươi dám gọi ta là chó. Cả hai ngươi đều để lại cho ta. Hổ trắng phụ thể. Vòng linh hồn ngàn năm. Tại mộ bà võ hồn bạch hổ. Linh hồn chiến tranh cấp 37 xin hãy tư vấn. Đường Tam võ hồn lam ngân thảo. 29 hồn cấp 29. Xin hướng dẫn phế vật võ hồn xanh bạc thảo. Võ hồn không rác rưởi, chỉ có hồn sư của rác rưởi. Cung điện bạch hổ kim cương. Các người nổi như vậy còn để không cho người ta nghỉ ngơi nữa. Chính là hắn. Mày là ai? Tại sao phải quan tâm đến chuyện của Ben? Tôi không muốn dính vào chuyện của các anh. Nhưng các bạn làm phiền tôi nghỉ ngơi rồi. Nếu các bạn xin lỗi tôi thì thôi. Ha 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 ha. Tiểu tử, ngươi muốn bản thiếu gia xin lỗi ngươi? Sao anh lại ở đây? Đây là khách sạn. Các người có thể sống ở đây. Tôi không thể sống ở đây sao? Thì ra hai người biết nhau. Vậy là cô muốn trả thù cho hắn. Tôi không muốn trả thù ai cả. Tôi chỉ nghĩ các bạn thật nhàm chán. Ảnh hưởng đến việc nghỉ ngơi của tôi. Đặt vào bình thường, Thiên Vũ tự nhiên sẽ không chủ động khiêu khích bất cứ ai. Nhưng bây giờ hắn để trả thù. Đành phải lợi dụng cái này. Mục đích của Thiên Vũ rất đơn giản. Lúc hắn ra mặt, tại mộ bạch đã xác định mình và Đường Tam tiểu ngũ quen nhau rồi. Nếu trong trường hợp này, Thiên Vũ hung hăng gọi một trận, tại mộ bạch này, quan hệ đại mộ bạch và Đường Tam Đức nhất định sẽ để lại khoảng trống. Xem ra cậu rất kiêu ngạo. Có thể tại ta đeo tay trước mặt người kiêu ngạo như vậy, ngươi là người đầu tiên. Có vấn đề gì không? Vấn đề là sau này anh sẽ khóc thảm thiết. Con trai, con có dám chấp nhận thử thách của ta không? Sao không dám? Tiểu tử, ta muốn xem cái gì khiến ngươi kiêu ngạo như vậy. Cút đi. Tiểu Năm đi thôi. Thiên Vũ cũng không ngăn cản Đường Tam và Tiểu Ngũ rời đi. Bởi vì sau những gì vừa xảy ra, mặc dù sau này họ trở thành CZ, kỳ lạ là họ cũng sẽ có khoảng trống vì chuyện này. Chị ơi, cô bé này linh hoạt như vậy mà tránh được rồi. Cậu định làm gì? Không làm gì. Chú đưa bạn đi làm một cái gì đó thú vị thì sao? Này này. Hóa ra là màu nâu đỏ. Ghi ghi, cô gái nhỏ, cô xinh đẹp như vậy. Một mình đi đừng chờ chú nguy hiểm đến cùng cô được không? Vừa rồi, Thiên Vũ liền xuống Chu Trúc Thanh. Triệu Vô Cực muốn thách thức Thiên Vũ. Cô ổn chứ? Cậu sẽ đến học viện xì giấc.
cảm ơn bạn. Tên tôi là Chu Trúc Thanh. Cô tên gì? Một ngữ cổ xưa. Cảm ơn vì đã cứu tôi. Sau này có chỗ nào cần tôi giúp thì cứ nói. Hóa ra là cỏ xanh bạc. Lam Ngân Thảo cũng có thể tu luyện nhanh như vậy sao? Thầy ơi, ở đây không phải chỉ nhận quái vật sao? Tôi có phải là quái vật không? Ha 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 ha, thật sự là một con quái vật nhỏ vào đi. Mười hai, nhìn con chắc đã hơn 12 tuổi rồi. Mưa hạt không đi tới hắn cũng tới Si Giác học viện. Trúc Thanh sao có thể quan tâm hắn như vậy? Mẹ kiếp! Tôi phát triển tốt, năm nay mới 12 tuổi. Được rồi, chiếu sáng võ hồn của ngươi đi. Ngươi là phụ trợ diễn hồn sư, võ hồn của ngươi có tác dụng chữa bệnh. Rất tốt, Đại Mộ Bạch đứng bên cạnh. Tiểu Ngũ Đường Tam vô cùng khiếp sợ nhìn Thiên Vũ trước mắt. Căn bản không thể tin được người đánh bọn họ lại là phụ trợ kịch hồn sư. Ha 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 ha. Võ hồn này của ngươi rất tốt. Vòng linh hồn của ngươi đâu? Không có vòng linh hồn, tôi không thể phán đoán cấp bậc của bạn. Chỉ cần hai ra hai cái hồn hoàn, bất kể bảo hiểm hàng năm, cho dù bạn vượt qua hải quan. Nuôi dưỡng vòng linh hồn vạn năm. Hồn hoàn thứ nhất và hồn hoàn thứ hai đều là vạn năm. Làm sao mà làm được? Nhẫn vạn năm. Ít nhất là cái thứ năm hồn hoàn mới có thể hấp thu vạn năm hồn hoàn đi. Ha ha ha, không tệ. Quái vật nhỏ chúc mừng bạn đã vượt qua kỳ thi. Thầy Triệu mang đến đây. Năm nay có rất nhiều người. Tên tôi là Triệu Vô Cực. Miễn là các người vượt qua bài kiểm tra của ta, các cậu có thể chính thức trở thành thành viên của học viện Si-Zết. Bây giờ tôi sẽ cho bạn một cột hương để làm quen với nhau. Sau khi đặt một cột hương, thử nghiệm bắt đầu. Nội dung của bài kiểm tra là các bạn hợp tác chống lại cuộc tấn công của tôi. Thời gian hương. Thầy Triệu, một cột hương quá ngắn. Nếu bạn không tăng, đặt hai cây hương, tôi nghĩ hẳn là thích hợp hơn. Đại Mộ Bạch nói xong liền lặng lẽ miêu tả một chữ ngàn chữ. Khóe miệng mang theo một tia cười lạnh. Đại Mộ Bạch từ lâu đã có ác cảm với Thiên Vũ. Hiện tại cái này Triệu Vô Cực vừa vặn trở thành hắn miễn phí côn thủ. Có thể dạy cho hắn một bài học tốt về ngàn lời kiêu ngạo này. Bạn nghĩ bạn là giáo viên Triệu, tôi già rồi không thể cầm dao được phải không? Đối phó với chỉ năm cái lông đều không đầy đứa trẻ còn dùng hai bức hương. Trong hy sinh của thầy Triệu năm nay có một hồn hoàn thứ nhất và thứ hai là quái vật vạn năm. Ngươi nói cái gì, đệ nhất thứ hai hồn hoàn đều là vạn năm hồn hoàn? Nói xem là ai? Chính là hắn không nói nên lời. Hai vòng linh hồn đầu tiên của cậu là vạn năm. Không tệ, nhưng tôi chỉ là một phụ tá. Phụ trợ diễn hồn sư. Triệu lão sư, đây chính là một quyền có thể đánh bại ta phụ trợ kịch hồn sư. Bất kể ngươi là gì, miễn là bạn có thể làm tôi hài lòng. Tôi vội vàng nói chuyện, nói là một cột hương là một cột hương. Sau đó đám người Thiên Vũ liền bắt đầu thảo luận kế hoạch tác chiến. Thời gian cho một hương thơm đã đến. Các con, hãy sẵn sàng cho cuộc chiến. Bảy kho báu chuyển ra có lưu ly. Thất bảo nổi tiếng nhất Uyên Lạnh Nhị Uyên Tố. Không ngờ người của thất bảo lưu ly tông đều đến đây. Thật thú vị, không biết con ma cũ của Ferlandasi sau khi nhìn thấy sẽ vui mừng như thế nào. Dấu phẩy. Cỏ xanh. Ha ha, bị lừa rồi. Thằng nhóc này chắc chắn là có cổ quái không lộ xương núi. Nhất định phải là người đầu tiên giải quyết thằng nhóc này. Để không ngủ nhiều. Muốn giải quyết tôi trước không? Ý kiến hay, đáng tiếc tìm nhầm người rồi. Thằng nhóc này còn nhanh hơn cả tôi. Có thể chết. Tại sao thằng nhóc này lại trơn trượt như vậy? Tiểu Ngũ làm đi. Hợp tác tốt, nhưng cô gái nhỏ, cô là con gái, sức mạnh bẩm sinh là được. Xuống đây. Các bạn rất tốt, nhưng tôi phải nghiêm túc. Nếu Triệu Hồ Si và nghiêm túc, Đương Tam và Tiểu Vũ sẽ rất khổ sở. Có lẽ tôi có thể thêm một ngọn lửa nữa.
Giáo viên Triệu định dùng hồn lực rồi. Dấu vết linh hồn thứ hai tìm kiếm. Cây tầm ma độc ký sinh trùng. Trương sinh linh giá đầu tiên. Bây giờ chỉ còn lại hai đứa. Mô Vũ nghe nói ngươi một đấm hạ được tên ngốc. Hãy cho tôi thấy sức mạnh thực sự của bạn. Lúc này Thiên Vũ nhìn thấy Đường Tam bị đánh, trong lòng rất vui mừng. Hơn nữa đối thủ của hắn chưa bao giờ là Triệu Vô Cực. Mục đích của hắn đã hoàn thành, cho nên hắn cũng không có lý do gì để tiếp tục chiến đấu. Hay chúng ta phụ trợ tay hồn sư đánh với ngươi như thế nào? Chúng tôi nhận thua. Không được, thời gian còn chưa đến. Cuộc chiến đã bắt đầu, làm sao ngươi có thể nhận thua? Huống hồ ngươi thừa nhận thua, vĩnh viễn không có tư cách gia nhập học viện Xí Dứt. Cho dù như vậy, ngươi cũng phải thừa nhận thua sao? Tôi không muốn tham gia học viện Xí Dứt. Ngươi không muốn gia nhập Xí Dứt học viện, tại sao ngươi lại đến tham gia khảo thí? Chọn một trường đại học là tự do của tôi. Tham gia một học viện nào đó cũng là tự do của tôi. Tôi không tham gia, các bạn còn có thể ép tôi tham gia không? Con trai, con nói đúng, nhưng là ngươi không hỏi thăm ta lão Triệu ở trên giang hồ khi nào nói không hợp lý. Hôm nay ngươi đánh cũng phải đánh, không đánh cũng phải đánh. Nếu ngươi muốn chiến đấu với ta, vậy tôi sẽ từ bi thỏa mãn bạn. Vừa rồi, Thiên Vũ dùng thuật thời gian biến Triệu Vô Cực thành trẻ con. Triệu Vô Cực sợ hãi cầu xin tha thứ. Thật sự là hai cái vạn năm hồn hoàn. Một số loại ký sinh trùng. Xin ra viên Tiani. Cút đi. Bởi vì Thiên Vũ ở hồn kỹ thứ hai ma trùng ký sinh, dung hợp hồn kỹ năng thụ động của hồn kỹ thứ tư miễn dịch. Những cây này đều có khả năng miễn dịch. Khả năng phục hồi cũng được tăng cường cực kỳ. Cho nên cho dù Triệu Vô Cực bộc phát ra hồn lực khủng bố như vậy vẫn không thoát khỏi trói buộc. Đây thật sự là phụ trợ kịch hồn sư. Thằng nhóc chết tiệt. Lão tử hôm nay cùng ngươi liều mạng. Hồn tích thứ 7 năm hồn chân thân. Hôm nay tao sẽ dạy cho mày một bài học. À. Xem ra phải có chút sức mạnh. Zết, anh chàng này, chiếc nhẫn thứ tư là chiếc nhẫn 100.000 năm. Làm sao có thể? Vòng linh hồn thứ tư làm sao có thể là vòng linh hồn 100.000 năm? Tiểu quỷ này nếu là hồn tông. Hơn nữa, chiếc nhẫn linh hồn thứ tư hóa ra là chiếc nhẫn linh hồn 100.000 năm. Nếu người như vậy có thể gia nhập học viện Xí Dứt của chúng ta, chắc chắn sẽ là thiên tài chưa từng có trong lịch sử học viện Xí Dứt của chúng ta. Cậu nhóc, tài năng của cậu thật lãng phí khi không tham gia học viện Xí Dứt. Tôi sẽ cho bạn thêm một cơ hội để suy nghĩ lại. Tôi không có hứng thú với việc các anh đến học viện. Huống hồ các bạn là giáo viên đến học viện khoa học, không nhất thiết phải đánh bại một học sinh. Thằng nhóc kiêu ngạo. Tôi xem bạn có thể cứng miệng đến khi nào. Thứ tư hồn tích thời gian chi thuật. Một ánh sáng màu xanh lá cây mạnh mẽ xuất hiện trong một cuốn sách. Chỉ thấy ánh sáng mặt trời mạnh mẽ kia bay về phía Triệu Vô Cực. Khoảnh khắc bao phủ Triệu Vô Cực, bị ánh đèn xanh bao phủ, thân thể Triệu Vô Cực trở nên như một đứa trẻ. Thầy Triệu Vô Cực, thầy bị sao vậy? Làm sao có thể như vậy? Đây là thủ đoạn gì vậy? Mày đã làm gì? Tại sao tôi lại trở thành như thế này? Tôi đã thua. Thiên Vũ cảm giác được hiệu quả của thời gian thuật của mình lại muốn dỡ bỏ. Cho nên Thiên Vũ nhất định phải thu hồi cổ kiếm trước khi thời gian chi thuật kết thúc. Nếu thuật thời gian được dỡ bỏ, chỉ sợ Triệu Vô Cực sẽ tấn công điên cuồng với chính mình.
Khi hiệu quả của nghệ thuật thời gian kết thúc, Triệu Vô Cực cũng khôi phục lại hình dạng ban đầu. Cảm ơn công tử đã thương xót. Tôi có thể đi ngay bây giờ. Công tử mời gặp. Đại Mổ Bạch. Chúc mừng bạn. Nếu người thật lòng tấn công ta thì làm sao có thể chọn gọi thầy giáo của học viện các ngươi để đối phó với ta đây? Chuyện lần này giữa tôi và bạn học thực ra là một sự hiểu lầm. Tôi không có ác ý với anh. Tôi chỉ muốn cô Triệu biết thực lực của cô mà thôi. Tôi cũng không ngờ. Không ngờ tôi sẽ thắng phải không? Đúng vậy, đúng vậy. Ta không ngờ sức chiến đấu của ngươi lại đáng sợ như vậy. Lúc này trong lòng Đại Mộ Bạch tràn ngập sợ hãi. Đại Mộ Bạch vô cùng sợ hãi Thiên Vũ đem cây thần vừa rồi mọc trên người mình. Nếu là như vậy thì tự mình nhận ra do Thiên Vũ nắm chắc rồi. Tôi sai rồi. Tôi thừa nhận tôi có ác cảm với anh. Cho nên tôi mới khiêu khích cô Triệu đối phó với cô. Tất cả là lỗi của tôi. Không biết làm thế nào bạn có thể để tôi đi. Như vậy đi, bạn mở miệng ra, tôi sẽ tha cho anh. Thiên Vũ tư thế này đến từ luyện tập, không mang theo người của võ hồn điện đến đây. Cho nên Thiên Vũ vẫn phải cân nhắc vì sự an toàn của bản thân. Hay là định bỏ qua cho Đại Mộ Bạch. Nếu bạn giết sai Mộ Bạch, chỉ sợ là những hồn đế hồn thánh của học viện lết đi ra. Chính mình cũng không phải đối thủ, sẽ tự đặt mình vào tình huống nguy hiểm. Cảm ơn, ông chủ mưa hạt. Triệu Vô Cực. Ai ra? Đi ra đi, tôi biết anh ở đây. Ngươi là ai? Ở nơi nhỏ bé này nhìn thấy Bất Động Minh Vương muốn thảo luận. Tiêu đề đấu la. Xin hỏi là ai? Lâm Lâm đừng có đùa với tiểu tử nữa. Làm sao tôi có thể cạnh tranh với bạn? Không có gì đáng không xứng đáng. Lúc ban ngày bắt nạt mấy đứa trẻ đó không phải cũng là bắt nạt rất tốt sao? Nếu đã đến thì ra ngoài đi. Một và hai cái không có gì khác biệt. Ông chủ, tiền bối này là giám sát khuôn mặt của Hạo Thiên. Không cần quan tâm, tôi đến để gây rắc rối. 78 của Vương Anh Võ Hồn không hổ là Ferlandasi chủ chiến trong tám giác sắt vàng lúc đầu. Học viện sĩ dức này là của anh đúng không? Vâng, miễn phí. Không biết khi nào Triệu Vô Cực đắc tội được miễn. Đại nhân có thể cho tôi vài phần mì móng không? Đừng nói nhảm nữa, đừng sang một bên Triệu đi. Vô Cực, ta cho người một cơ hội. Tôi không cần hiểu lầm. Nếu tôi có thể giữ một khẩu súng trường trong tay, tôi sẽ đi ngay lập tức. Ngày hôm sau giáng chức đại nhân, tôi thực sự không hiểu chỗ nào đã xúc phạm bạn. Bạn có thể nói rõ ràng trước không? Đánh bánh bao rồi, lão tự nhiên phải đứng ra đòi công lý cho khách. Giờ anh có biết mình đã làm gì sai không? Hiểu rồi, điện hạ. Có vẻ như ai đó đã dạy cô trước tôi rồi. Không biết ai đã làm anh bị thương. Đó là một cậu bé tên là Mưa Hạt. Thực lực của hắn rất mạnh. Mới 22 tuổi là hồn tông. Còn có 3 chiếc nhẫn linh hồn vạn năm và một chiếc nhẫn linh hồn 100.000 năm. Vừa rồi, Thiên Vũ bảo đả đối với Diệu Mã Hồng Quân Mã Hồng Quận ở đấu hồn trường lại gặp Thiên Vũ lại bị giá mất. Ngươi nói cái gì 12 tuổi là hồn tông? Còn có 3 chiếc nhẫn linh hồn vạn năm và một chiếc nhẫn linh hồn 100.000 năm. Làm sao có thể? Hắn một cái tiểu hồn tích làm sao có thể chịu được mối đe dọa của hồn hoàn vạn năm và vạn năm? Lúc đầu tôi cũng nghĩ là không thể. Nhưng đó là sự thật. Tài năng của thằng nhóc kia thật sự là nghịch thiên. Nhưng hắn đã rời khỏi học viện chúng ta rồi. Hắn ghét học viện chúng ta quá yếu. Thật đáng tiếc nếu không rời đi, tôi thực sự muốn gặp đứa trẻ này. Tôi nói với các bạn, ta là đại tiểu thư của Thất Bảo Lưu Ly Tông. Mày dám quấy rối tao nữa, ta sẽ tiêu diệt cả nhà ngươi. Ha 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 ha. Nếu ngươi là đại tiểu thư của Thất Bảo Lưu Ly Tông, ta vẫn là thiếu tông chủ của Hạo Thiên Tông, cứu mạng. Quốc ngư cứu tôi, nếu anh cứu tôi, Thất Bảo Lưu Ly Tông chúng tôi nợ bạn một ân huệ. Ta nhất định sẽ để Thất Bảo Lưu Ly Tông báo đáp ngươi. Báo là các ngươi rời đi ngay bây giờ, ta có thể thao cho các ngươi. Cậu thông cảm cho ai vậy? Tiền của lão tử là ngươi đừng quản nhiều, giết hắn đi.
Làm sao có thế? Sao lâu thế? Tiểu thư này suýt bị bọn họ quấy rối. Và làm thế nào bạn giết tất cả chúng? Thật tàn nhẫn phải không? Ta đã cứu ngươi, đó là thái độ của ngươi sao? Cảm ơn, không cần. Bạn chỉ cần nhớ rằng bạn và thất bảo lưu ly tông của bạn nợ tôi một ân huệ là được rồi. Thật ra Thiên Vũ vốn không chú ý đến bạn Dung Dung. Nhưng bởi vì mối quan hệ của thất bảo lưu ly tông, Thiên Vũ nghĩ sau này có thể lợi dụng một chút. Cho nên Thiên Vũ vẫn cứu được Ninh Dung Dung. Dù sao trong nguyên tắc, hướng đi của thất bảo lưu ly tông là giúp đỡ Đường Tam. Mày đá tao đấy hả? Là tôi đá thì sao? Tiểu tử, ngươi dám đá tiểu gia ta sao? Chết tiệt! Rất nhanh nhẹn, có thể tránh được đòn tấn công của tôi. Cắt tha cho người đi đấu hồn trường xem. Tông chủ tiểu thư trộm chạy ra khỏi học viện xì rất, suýt bị vài người xúc phạm. Cậu nói gì? Các người làm gì vậy? Cái gì? Bọn khốn nạn các người thậm chí không thể bảo vệ tiểu thư của các người. Các người làm gì vậy? Ta đã nói thế giới bên ngoài rất nguy hiểm, ngươi không tin. Bạn xem bây giờ có chuyện gì không? Tôi phải đi đón Dung Dung về. Hắn ở bên ngoài, tôi không yên tâm Dung Dung. Giờ anh ta thế nào? Cô không sao. Khi chúng tôi tìm thấy tiểu thư, anh ta đã được một thiếu niên cứu. May mà Dung Dung không có nguy hiểm. Nếu không thì 10 cái đầu của ngươi cũng không đủ đổi. Người đã giết Dung Dung là ai? Người đã cứu Dung Dung là ai? Người ra tay với tiểu thư là cháu trai của Dương Lệ, giám đốc nhà máy đấu hồn chỉ lớn. Là tiểu thư gọi là cổ ngữ. Nhưng mà cháu trai của Dương Lệ kia bị mưa hạt kia giết chết. Dám ra tay với công chúa nhỏ của thất bảo lưu ly tông của ta, dù là ai, tôi cũng sẽ bắt hắn phải trả giá. 10 ngày sau, Thiên Vũ đến thành Tâu Tâu. Mất một khoản tiền, để tiểu thư tiếp tân mở một mắt nhắm một mắt cho Thiên Vũ thuê. Trở thành đại hồn sư, nếu là theo cảnh giới của Thiên Vũ hồn tông thì không dạy được Đường Tam đâu. 14. Tiếp theo sẽ tiến hành đấu hồn trường 14 của chúng ta, một đối một đấu hồn xuất hiện sẽ là hai vị chiến hồn đại. Và họ lần lượt là Tà Hỏa Phượng Hoàng Mã Hồng quận 3 thắng 1 thua. Không, người không. Khác là người mới phụ trợ kịch hồn sư Cốc Vũ Lâm Trang không thắng không thua. Kết hợp với quận Mayon. Công ngạn nữ này hóa ra là người đã đánh tôi ngày hôm đó. Sao có thể là anh? Tại sao không thể là tôi? Lúc này sắc mặt Mã Hồng Tuấn tái nhợt. Ngày đó bị Thiên Vũ đánh gãy mấy cái xương sườn cảnh tượng còn nhớ rõ ràng. Sau đó ăn rất nhiều xúc xích của oxy cơ mới hồi phục. Bây giờ lại đối mặt với Thiên Vũ, sợ hãi hơn trong lòng. Trọng tài, tôi thua. Câu Mã Hồng này lại bị câu cổ ngữ này dọa tiểu. Câu cổ ngữ này nhìn cũng không mạnh, còn có thể bị dọa tè. Chính là hắn, chính là cái kia cổ ngữ giết chết Dương Mạnh thiếu gia. Có phải thằng nhóc đó không? Thật là thiên đường có đường, ngươi không đi. Địa ngục không có cửa, bạn cũng vậy. Trái. Tiếp theo tiến hành trận đấu thứ 5 kết hợp 3 năm đấu với Cốc Ngữ. Làm sao có thể như vậy? Một mình hắn làm sao có thể tham gia hai đấu hai khinh bỉ hắn như vậy, không phải là xáo phạm quy tắc sao? Tam ca, vậy chúng ta nên làm gì? Các ngươi không cần đánh nhau. Cổ ngữ này đương nhiên là ở đại hỗn loạn này mua chuộc quan hệ mới có thể tham gia đại hồn sư quyết đấu. Tôi có thể báo cáo ngôn ngữ cổ cho nhân viên. Hủy bỏ tư cách của anh ta. Hiệu trưởng tạm thời đừng báo cáo câu nói cũ này. Tôi cho rằng đây có thể là một cơ hội để tẩy sạch sự nhục nhã của học viện xin giết chúng ta. Nói cẩn thận. Hiệu trưởng, xin hỏi trên đấu trường đấu hồn này có thể sử dụng khí thối không? Đấu hồn này so với võ đấu, cho nên rất nhiều vũ khí đều được phép sử dụng. Ví dụ như một số trường sinh linh giá, họ sẽ được trang bị trường sinh linh hồn để tham gia trận chiến. Vũ khí là một loại vũ khí, chắc cũng có thể sử dụng được. Nếu như vậy thì dễ làm rồi. Buổi chiều chúng ta đi. Cô Vũ, rõ ràng ngươi đều đã là hồn tông cảnh giới rồi.
Tại sao còn muốn cải trang thành đại hồn sư để tham gia cuộc đấu búa của đại hồn sư chúng ta? Đây là tự do của tôi, hình như không liên quan gì đến anh. Nó không liên quan gì đến tôi. Nhưng tôi cảm ơn anh. Cảm ơn anh đã cho tôi cơ hội đánh bại anh nhanh như vậy. Có vẻ như anh có đủ tự tin để đánh bại tôi. Nếu ngươi lựa chọn ngụy trang đại hồn sư, vậy ngươi sẽ không sử dụng sức mạnh vượt qua đại hồn sư trên loại sân khấu này. Và bây giờ chúng ta là 2-1. Lợi thế ở chỗ tôi tự tin có thể đánh bại cậu. Vậy thì chờ xem nhé. Buổi chiều sao băng? Vừa rồi, Thiên Cùng đấu hồn trường đấu với Đường Tam Tiểu Ngũ. Kết thúc lạm dụng Đường Tam Tiểu Ngũ. Trường sinh linh giá đầu tiên. Sức mạnh này sao trước đây chưa từng thấy qua? Chẳng lẽ ngươi là song sinh võ hồn? Đây không phải là song sinh võ hồn, đây là hồn cốt. Hồn cốt sao có thể? Lão sư nhưng là nói rồi hồn cốt sẽ bị hấp thu vào trong thân thể. Nhưng tại sao ngươi có thể lấy hồn cốt ra? Thế mi không dạy bạn cái gì là xương trộn bụng ngoài sao? Xem ra anh là một tên khốn, giáo viên của bạn cũng là một con rùa đất. Không nói nên lời, bạn chết sớm. Quá mạnh, cổ ngữ này thật sự là phụ trợ kịch hồn sư sao? Hắn thậm chí còn không thả võ hồn. Tuyệt vời. Xem ra tên này rất có thành ý, nhưng giết cháu trai của ta, bất kể là ai cũng phải trả giá. Ha 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 ha. Không. Tiểu Ngũ ha 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 ha. Cô Vũ, đồ khốn, ngươi hèn hạ, ngươi lại dùng thân thể của Tiểu Ngũ giúp ngươi đánh ám khí. Ha 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 ha. Đây là trò đùa hay nhất mà tôi từng nghe. Vũ khí ám sát này là ngươi dùng để chống lại ta phải không? Ngươi xảy ra ám khí là ngươi, chính ngươi muốn dùng ám khí làm tổn thương ta. Kết quả là làm tổn thương đồng đội của mình. Bây giờ lại trách tôi, không hổ thẹn là ngươi. Đường Tam này Đường Tam thật là hèn hạ. Rõ ràng là chính mình đánh không được, chuẩn bị đâm sau lưng người, nhưng không ngờ thương gia lại không thành công. Ngược lại làm tổn thương bạn đồng hành của mình. Phải, không chỉ làm tổn thương đồng đội của mình, không ngờ anh ta vẫn ở đó. Còn trách người ta câu cá, Đường Tam này thật không biết xấu hổ. Cô Vũ, đừng nghĩ là cô đã thắng, sợ tôi muốn báo cáo cô đơn này. Hắn không phải là đại hồn sư, thực lực thật sự của hắn là Văn Tông. Ngươi nói cái gì? Ta muốn báo cáo cổ ngữ này. Hắn rõ ràng là hồn tông nhưng lại tham gia trận chiến của đại hồn sư. Hắn lừa đảo. Đường Tam, bạn báo cáo nhưng phải có bình luận viên. Tuổi của Thiên Vũ này chúng tôi đã xác nhận rồi. Nó mới 12 tuổi. Làm sao có thể là hồn tông? Cậu ấy mới 12 tuổi. Nhưng hắn cũng là hồn tông. Giáo viên của học viện si rất chúng tôi, Triệu Vô Cơ có thể làm chứng. Ta có thể chứng minh hắn là hồn tông. Hắn có 4 chiếc nhẫn. Ba cái đầu tiên là vòng linh hồn vạn năm. Vòng linh hồn 100.000 năm cuối cùng. Tứ hoàn hồn tông. 3 vạn năm. Thứ tư là 100.000 năm. Chúa ơi, đây là cái gì vậy? Không có cái này không phải là yêu nghiệt gì sao? Triệu Vô Cực hồn thánh. Đây là chuyện lớn, bạn nói chuyện có trách nhiệm. Tôi phụ trách vì tôi đã chiến đấu với anh ta. Tôi đã thua anh ta. Vốn là muốn đến cảnh cáo một chút cái này thoát thành đấu hồn trường. Nhưng không ngờ lại khiến tôi gặp được một anh chàng nhỏ bé thú vị như vậy. Không tệ, không mất lòng. Lãnh chúa, có người muốn gặp. Ai vậy? Không có thời gian đâu. Trường đấu hồn lớn. Các bạn thật là một cái kệ lớn. Ngài là giáo chủ. Cậu nói sao? Gặp giáo chủ. Không biết giáo chủ đại nhân đến thành phố nhỏ của ta gọi là chuyện gì. Tôi muốn các anh làm gì đó cho chúng tôi. Trọng tài, xin hãy lập tức tước đoạt mưa hạt. Trình độ thi đấu. Mưa hạt này Đường Tam nói là thật. Đại loại vậy, xin vui lòng cho xem võ hồn và linh hồn của bạn. Trọng tài, xem đi. Những gì tôi nói đều là sự thật. Cô nói cố này che giấu thành tích của mình để tham gia cuộc thi.
Đan Sơ, anh nói đúng đấy. Nhưng khi ta đấu với ngươi chỉ dùng sức mạnh của Đại Hồn Sư. Như vậy chắc không phải là phạm quy đâu. Cô Vũ, cô không cần nói gì thêm. Bạn phạm luật là phạm luật. Con xin trọng tài đại nhân tước đoạt tư cách của cô Vũ. Người gian dối như vậy chỉ là tước đoạt tư cách làm sao là đủ rồi. Theo tôi, chúng ta phải dạy cho các bạn học cảnh sát một bài học. Trưởng lão Dương, tên cậu là Mưa Hạt phải không? Bỏ chuyện hôm nay sang một bên, ta hỏi ngươi có phải là giết ta Tôn Nhị Dương không giết? Nhiều người chết quá, không biết cháu trai cô là ai? Con vật nhỏ, ta muốn người chết. Trợ lý, anh Dương, chuyện của cháu trai anh kết thúc rồi. Lãnh chúa, tại sao ngài lại bảo vệ cậu bé này? Chỉ là một cái nho nhỏ màu đỏ tông, có đáng để bạn duy trì như vậy không? Mưa Hạt là khách của tôi. Ngươi muốn giết hắn chính là đối địch với đấu hồn trường mà ta giao phó. Lãnh chúa, tại sao ngài lại bảo vệ cậu bé này? Cái này bạn không cần quan tâm. Bạn chỉ cần nhớ rằng bạn đã chạm vào anh ấy. Ngươi nhất định sẽ chết thảm. Mặc dù Ngô Vũ của thật đã nói dối thông tin, nhưng khi hắn đối chiến cũng không sử dụng sức mạnh vượt qua đại hồn sư. Cho nên trận đấu này có hiệu quả. Ngô Vũ cũng không có bất kỳ phạm lỗi nào. Phalandasi, đưa học sinh của Si Dức đi đi. Có người muốn gặp anh.